Xin chào các bác, chào các bác tiếp tục quay trở lại với kênh Tem Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì cháu lại mang món quà của một cô. Cô bảo là cô giấu tên, cô là một cựu chiến binh ở Z4 Phú Thọ các bác nhá. Hôm nay thì cháu vào nhà của ông bà 93 tuổi nhưng mà hình như là bà khóa cửa đi đâu các bác này. Đó, không thấy ở nhà. À, chào chú. Biết ông bà đi đâu không chú? Biết ông bà này đi đâu không? Ông bà cụ ấy. Bà. Ừ. Bà nào? Đó, đây. Không thấy ở nhà mà. Bà ông bà đi đâu? Bà đó. Bà ông bà này đi đâu rồi? Sao lại ừ? Bà đây. Ở bên kia. Ông bà ở bên kia gì? À. Sang nhà kia gì? Ừ. Để cháu đi sang hỏi xem nào. Sang nhà bên kia. Đó các bác ở dưới này thì bà con thì vẫn đang gieo mạ rồi các bác nhá. Ở bên kia. Đây là cháu sẽ đi sang bên kia để gọi ông bà về nhận quà của cô ở dưới Z4 Phú Thọ. Nay cháu có mua 3 cân thịt và mì tôm, mắm muối, mì chính. Còn gạo thì hôm nọ cháu vừa lấy sang thôi, chắc là vẫn còn. Đây, hôm nay thì nhà bên cạnh mở nhạc to quá. Chào chị nhá. Chân trâu à? Hả? À, đi chân trâu à? Dạo này chị vẫn khỏe chứ? Hả? Chị vẫn khỏe chứ dạo này? Không khỏe đâu. Không khỏe đâu à? Vâng. Đi sang bên kia xem ông bà đã. Ui, nhà bên cạnh mở nhạc to quá các bác ạ. À. Không được. Đấy, gọi cho tắt nhạc luôn. Ui ồ. Ông bà cụ nào đi rừng về đây nhỉ. Chỗ này thì đi dày các bác nhá. Nhưng mà may quá, có đá bước qua. Chào bà nhá. Cái gì đây? Không biết là ông bà ở đâu nữa. Chỗ nền nhà cũ kia thì không thấy ở. Xem có ở trên này không bác nhá. Bên này bà con gieo mạ hết rồi. Quê của cháu thì vẫn chưa gieo mạ đâu các bác nhá. Không biết ai ở nhà không? Cô ơi! Chị ơi! Thấy ông bà kia về đây không? Vâng. Ông bà cụ kia ấy. Không thấy à? Đi đâu nhỉ? Hay là chú chỉ nhầm mình? Đùa mình đây. Thấy ông bà cụ kia về đây không? Ừ. Thấy ông bà cụ về đây không? À, ông bà. Vâng. Thấy đâu? Đi đâu nhỉ? Chắc đi đâu ấy, không thấy ở bên này.
Không ở bên này à? Ừ nhờ. Mang ít quà cho bà, không bà không ở nhà. Cái nền nhà cũ này không thấy ở. Cô thấy ông bà bên kia về đây không cô? Vâng, ông bà cũ ấy. Vâng. Không thấy về đây à? Đi đâu nhỉ? Ở nhà nào? Không thấy ở. Cô Gia Mạ à? Cháu đi với. Đi đâu tìm đây ta? Nghĩ còn đi cả hai ông bà nữa. Đây là vừa bảo chị chủ nhà này đi tìm về giúp các bác nhé. Chị đang đi sang bên kia tìm, không biết là ở nhà nào luôn, hay là đi trên rừng lấy thuốc. Hay ông bà hay đi trên rừng lấy thuốc lắm các bác ạ. Thế mà chú bên này dám lừa cháu sang bên kia một vòng, khá là mệt. Không biết là có tìm thấy không nữa. Thế à, sau một hồi đi tìm kiếm thì không biết là ông bà ở trên nhà đóng cửa ngủ các bác. Cháu lên xem nào. Ông chú kia lừa cháu một quả khá là đau đớn. Đi một vòng tít bên kia. Ông ở nhà thôi à? Ông ở nhà. Thế mà ông đóng cửa, cháu lại đi tít bên kia tìm ông. Cháu lại ngồi vào trong đấy không? Đang rất dậy, lúc đấy đi lấy củi. À. Đi lấy củi, vừa nó vừa đến nhà. À, ông vừa đến nhà đó gì? Vừa về đến nhà. Bà ngủ. Bà nó ngủ. Bà sẽ làm cái gì? Ngày ngồi lên. Vâng, cháu không lạnh đâu mà. Nào lấy mì tôm về con không? Ông bà. À đi sắp hết rồi nhỉ? Còn một tí thôi, còn một hàng cuối cùng dưới này thôi. Cháu lại mang về tiếp rồi. Vâng. Cháu lại mua thịt và sữa và mì tôm. Mắm muối mì chính dầu ăn cho ông. Vâng. Có một cô một cựu chiến binh ở dưới Dép 4 Phú Thọ gửi cho ông một bộ quần áo nữa. Bộ quần áo. Vâng. Ông xuống thì cháu bế bế. Ông khỏi ốm chưa? Hả? Ông khỏi ốm chưa? Khỏi mà. Khỏi rồi. Khỏi rồi. Ông nổi chẳng má ngay. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 hết. À ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 mới khỏi à? Mới khỏi đó. À thế là 6 ngày nhỉ, ông nhỉ? 6 ngày chưa chết, chết được đâu ông. Tí nữa con bầm vận viên nhỉ đó. Vâng. Cháu xuống lấy mì tôm mà ấy cho thịt cho ông nhá. Phải làm 2 chuyến, 3 chuyến nha các bác nhá. Một mình nên là hơi... Ông vào đây đỡ mì tôm hộ con một đoạn. Một tay cầm cho ông cụ đã. Đây ông ơi. Cảm ơn cháu lắm à. Đây. Ông cứ mang vào đi.
thịt đây. Ui xa. Thịt này ông này. Vâng, cháu còn lấy quần áo với lại sữa ông nữa. Vâng, cháu ngồi uống nước mà. Ông cứ yên tâm, cháu ở với ông ăn Tết cũng được. Quần áo này. Đây ông ơi, bấm muối mì chính dầu ăn. Ông cứ cầm mì chính thôi, cầm cái túi xanh ấy. Đấy. Đấy, mang để trên kia. Xong là bóc sữa, ông với bà uống mỗi người một lọ sữa. Đây là cái quần chắc là ông mặc mới vừa, còn là cái áo là cho bà. Ông nhá. Đây, quần mới đấy nhá. Cô ở dưới kia mua quần mới đấy. Đây, cái quần này là ông mặc cho ấm, còn cái áo này là cho bà ấm đấy. Đấy. Vâng. Cháu mang cái túi về mai lại lấy đi tặng ông bà kia thì để đây đó. Vâng. Hôm nọ bao mua dầu ăn về vẫn còn chưa bóc à bà? Chưa ăn mà. Chưa ăn à? Ờ. Mì chính vẫn còn. Bà chui vào trong đấy rồi. Bà nó vào ra nằm đây chả làm được cái gì đấy. À. Cháu cầm máy một chút đi nhá. Cháu này à, treo lên cho ông nhá. Vâng. Cháu nói nhiều. Không là họ không thấy đâu. Nhà mình là người Việt. Vâng. Không thiếu gì dầu ăn là mình chính. Cháu ưu tiên cho bà trước nhé. Vâng. Bà trước, ưu tiên phụ nữ. Ông người bà. Không đi bà. Hút sữa này cho xương chắc. Bà nó cũng biết nói. Bà biết là biết cái câu. Bà cũng biết nói. Ông uống không? Uống đó. Uống cháu uống đấy. Cháu mua thì đâu cháu uống nữa. Xin nhìn trên đây. Để cho cả. Tới đi ngủ lại uống không? Vâng. Cháu chỉ ngân nước uống. Cháu uống đi. Đây, ông. Cháu cảm ơn anh cháu ơi. Uống thì cho khỏe. Ý ông khắc lấy thịt ông thái lấy về nó thái. Thái xong là ngâm muối nhá. Vâng, ngâm muối. Hôm nào ăn hết được không? Đấy còn có một ít này. Còn có một ít. Ông
tí nữa. Rồi, cháu khác ngồi không ạ? À, còn một tí đây. À, trên đây còn một tí. À, ui, con mía này này. À, bên cạnh là mộc nhí à? Mộc nhí. Vâng, đấy, bà biết tiếng phổ thông mà. Mộc nhí. Mộc nhí, đó. Bà nói giỏi đấy. Hôm nay ông đi lấy củi được là tốt rồi đấy nhỉ? Ừ, lúc nãy năm mới về. À. Đi xa lắm cháu ạ. À. Ừ. Gần được không có. Vâng. Uống nước ông ơi, vâng. Con mời ông uống nước nhé. Vâng. Ui, cháu đi xe máy không uống đâu. Hả? Cháu đi xe máy không uống đâu. Uống một chén không sao đấy. Không, không, cháu không uống đâu. Không, cháu không uống. Tí công an phạt cho đấy. Hôm nay cháu đi nó còn thổi cháu đấy. Mấy hôm nay nó làm căng lắm. Uống chén nước là được rồi. Con mang quà của cô dưới phụ thọ lên cho ông là tốt rồi. Gạo còn mấy túi đấy không? Gạo mấy chưa ăn. À, vẫn chưa ăn à? Hôm nào cháu mua về vẫn chưa ăn à? Đúng rồi. Ông bà ăn ít nhỉ? Hai người. Nó bị ốm rồi mấy người. Mấy ăn còn bát rồi, bát dưới cơm rồi. À, bát dưới cơm. Ăn khỏe vào mới có sức khỏe không? Xem gà còn mấy con ông? Gà? Vâng. Có 5-6 con. 5-6 con à? Ừ, con thả hết đi rồi à? Ừ, có một đàn bé có 5 con. À, đàn bé 5 con, đàn lớn lớn thì 6 con là 11 con à? Chị đi lấy lá rong về à? Bán hay không? À. Lấy về bán hả chị? Ừ, lấy đi bán hả? À. Lá thì nhiều nhưng mà. À. À, lá thì nhiều. Nhưng mà xa quá. À, con bé đây. 5-6 con bé đây. 4 con thôi. Dạ. Đâu? Em vào đây thăm ông bà. Lấy quà của cô, một cô ở dưới kia lên cho bà ăn Tết. Hả? Vâng, con cháu nhà bà mà. Vâng. Em là con cháu nhà bà này. Thế chị lên ông nước. Đây nhà bà ông bà em à. Thôi uống chén nước xong cháu đi về thôi không ạ. Tí ông khắc làm cái thịt kia nhá. Nay cháu ông khỏi rồi, cháu không nấu cháo cho nữa. Nước thì ông ơi. Không, cháu không uống, tí cháu đi xe ông ạ. Không rồi cháu uống luôn. Cháu đi xe là giao thông nó làm nhiều ấy. Vâng. Chai rượu này ông để được mấy tháng rồi không? Sáng hôm nay mấy con dâu mới lấy về cho. À. Con dâu thỉnh thoảng lấy rượu cho nhỉ? Con dâu nó lâu lắm rồi nó ông bảo là ôi dù không có tiền đi mua. À.
Sau rồi con dâu ơi, lấy mình ít về cho. Cái chai này nếu mà có mảng nhện thì cháu uống một chén đấy, nhưng mà thôi, cháu đùa không thôi. Thôi. Tết không? Mừng 8. Bảo Tết vào ông chơi á? Ừ. Vâng, cháu vào luôn mà. Đến ngày 28, 29. 28, 29 à? Ừ. Hôm đấy chắc cháu đi về rồi. Ừ. Cháu đi về. Qua Tết thì cháu xuống, cháu lại vào ông chơi. Vâng. 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 Thôi, đang là cháu xin phép nhá ông nhá. Vâng. Cháu đi về luôn đây, tí sợ tối. Vâng. Vâng. Ông cố gắng giữ gìn sức khỏe ông nhá. Vâng. Vâng. Con chào bà nhá, con đi về đây. Bà giữ gìn sức khỏe nhá bà nhá. Vâng. Vâng. Cháu về đây ông ơi. Vâng. Trời hôm nay cũng hơi lạnh các bác nhá. Ở trên núi trên kia thì vẫn còn sương mù. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đẹp chưa? Đó. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Thôi đi về đã các bác nhé. Đi sang nhà anh bên kia chơi một tí. Mua cho anh ấy giày sữa để hỏi thăm tình hình sức khỏe anh như thế nào. Thôi đi về đã. Ôi con chào ông nhá. Ông đi tính đường. Con về đây. Đấy, nhìn trên núi kia đẹp không bác ơi. Quá tuyệt vời luôn. Hiện tại là 16 giờ 21 phút các bác nhá. Vẫn còn sớm nên không là cháu có thể ăn cơm với ông rồi. Là ông chưa nấu cơm. Một lúc nữa tầm 17 giờ thì ông mới nấu cơm. Ăn cơm xong lại tối. Ra trời lạnh các bác ạ. Thì không kịp. Cháu đi về sang nhà anh bị liệt kiếm một tí. Mua cho anh ấy dây sữa. Một ít một xem có bánh gì cho anh ấy, một hộp bánh. Cháu vừa mua một gói bánh và dây sứa để đi vào xem mấy hôm nay tình hình sức khỏe của anh Quyết bị liệt nhá các bác nhá. Nhà ở ngay trong này thôi. Lâu lắm không vào thăm anh rồi. Vào xem để anh ấy mấy hôm nay như nào, khỏe không. Đường ướt quá. Thế là xem anh có khỏe không. Ui dồi, gà. Cúc. Vâng, chào bà nhá.
bà ở nhà mà hôm nay chào cháu. Vâng, con nhà bà. Vâng, cảm ơn. Lấy cho anh Quyết dây sứa với bánh. Dạ này khỏe không anh? Khỏe. Khỏe à? Vâng. Ui sao lại ướt thế? Nước lấy bà mới rửa con phò. À. Có mùi con phò nhỉ. Đây cho anh dây sứa với bánh. Bánh gì? Bánh kẹo à? Bánh kẹo mà. Không, bánh này bánh mềm thôi. Bánh này là bánh mềm mà. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Vâng. Anh uống luôn không? Uống sữa không? Biết bóc không? Có, uống một lọ đi. Này. Úi. Còn nhớ em không? Có. À, em gì? Tất Thắng. À không? Đâu, em là Tài. Tài. Tài hả? Mã Văn Tài. Mã Văn Tài. Mã Văn Tài. Anh bóc ra uống một lọ đi. Đúng. Không biết mở mà. Về cho em kế mở cho. Thì bà cũng uống một lọ đi. Xeo này cho bọn cháu ăn. Anh ăn đi. Anh ăn kẹo mềm mà, các cháu thì ăn kẹo thôi. Cho anh ăn mà. Các cháu đi, sáng nào đi học chả được ăn. Anh có đi học không? Không. Học đến 5 năm bỏ rồi. À, học đến 5 năm à? Vâng. Tôi chơi đây cơm nhỉ, cháu nhỉ? Cháu á? Ừ. Cháu đi về thôi. Vậy hả? Vâng, cháu vừa đi bên Đồng Trang bên này về. Vào trong nhà bà kia. Chơi xong là cháu qua đây cháu vào thăm anh Quyết tí. Cơm xong đi lắm những. Đi cơm. Rồi. Này lúc nào ấy bà. Cầm nhẹ nhẹ, đừng bóp nhá, tí nữa. Không bóp đâu, tí nữa thôi. Thôi. Người ta còn chưa cho kịp lần này chưa. Từ từ thôi. Run này. Run quá nhỉ. Yeah. Lâu. Lâu cái tai các bạn. Ui dồi. Nóng mạnh. Hôm kia mới ăn. Đây. Mình ăn mới rồi. À. Thế cháu ở đâu nhỉ? Phi Duyên nữa. Cháu á? Ừ. Cháu ở trên Hoàng Su Phi cơ. Cùng với Tất Thắng đúng không? Vâng. Cháu vào đây nhiều lần bà không biết à? Biết rồi. À biết rồi. Nhưng mà chẳng qua quê cháu ấy. À, quê cháu ở trên Hoàng Su Phi. Có mấy đứa rồi, có mấy đứa con. Cháu á? Ừ. Có hai thằng con rồi. Hai cô? Vâng. Trai hết nhỉ? Trai hết. Thế sướng rồi. Thế, xuống chơi cô. Vâng. Cả cháu tháng nữa. Vâng, người Tết cô. Con vào. Vâng. Tết xong là chắc là anh Quyết phải đi bệnh viện đúng không? Vâng. Mùa hai về nhà bà cơm, bữa cơm nữa. Vâng. Nhà em... thì còn đi đón nhưng mà không biết nhà. Chồng bà thôi. Cái này để. Không để đâu. Không để đâu. Mỗi lò có một. Đấy mà. Mỗi lò có một. Anh bóc kẹo ăn đi. Kẹo này ăn ngon lắm. Đây em bóc cho. Biết bóc không? Biết bóc mà. Biết bóc cắn. Đây. Để em bóc cho. Cho em bóc nó. Nó bên cạnh này có một chỗ. Đấy. À cục kê mồm chả nhanh lên. Nó lại ướt quá. Nấy vừa lâu rồi. Sứa đổ ấy. Anh bóp sứa đổ vào rồi. Anh mà làm nhanh thế lắm. Cháu nó em nó bóp cho cũng được rồi. Đấy kéo lên. Chocola. Chocola. Anh cũng biết đấy nhở. Ôi nó còn ấy nó còn khô lắm à. Hết rồi. Trước xuống Hà Nội làm. À. Ừ, chỗ Hà Nội. Xong đi ra hàng làm. Mấy tí bị tai nạn nó. Ăn từ từ thôi. Đấy, tí bà ăn mấy cái đi mà. Mà tí bà ăn nữa.
Cái này là bà có ăn. Vâng, bà cũng uống một lọ đi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé anh nhá. Tết xong bà đi bệnh viện Hà Nội khám đấy. Anh sinh năm bao nhiêu? Em á? Em còn trẻ thôi, em sinh năm 90. Còn mấy chú út? Cùng với con bên kia. Vâng. Cùng với Hương. 87. Em 87. Cùng tuổi với anh Thắng. Đúng rồi. Anh Thắng hơn, hơn mấy ngày. Hơn mấy ngày à? Anh vẫn nhớ nhỉ? Anh Thắng đang ở trên Mèo Vạc. Anh kể xong sao lấy cũng về đây lại lên Mèo Vạc? Đâu anh Thắng có về đây đâu. Hôm nay không về đâu nhỉ? Hôm nay không về đâu. Anh Thắng đang trên Mèo Vạc mà. Đi đến tận 23, 24 âm mới về. Nhiều chương trình ở trên đấy lắm. Cởi cái áo này ra. Bất cứ làm gì cả cho em nó... Tí cởi sau. Tí cởi sau đó em còn quay... Thôi. Anh quay đi nha, bây giờ em xin phép em đi về đây. Ăn cơm đây. Thôi, em không ăn đâu. Tí về tối lắm. Một hai cháu xuống bà. Vâng. Bà ấy hồ còn về mừng cái thuốc. À. Họ về chúc Tết à bà? Vâng, chúc Tết lại làm bữa cơm. Em vâng. Kể bữa thử ok. Nhá. Ok, cháu nó... Không, không, không sao đâu, kệ, kệ, kệ. Bà. Tí sợ anh lạnh thôi. Không lạnh đâu. Còn nóng ý. Nóng á? Ừ. Chăn mới nhờ? Ừ. Lắc vấn chị. Rồi rồi. Đi anh ăn thì khắc bóc kẹo ăn nhá. Sứa đây. Tối cơm xong đi. Thôi cháu đi xin phép bà thôi. Hôm nào cháu vào cháu ăn. Tí về tối lắm. Không, cháu ở Hà Giang mà. Hà Giang. Vâng. Gần vâng. Một tiếng đấy. Hà Giang nhà bà. Bây giờ đường đi dế thì không đến một tiếng ấy. Anh em của bà cũng ở Hà Giang. À. Anh em bên ngoại. À. Bên bố. Vâng. Đúng nha anh nhá, ăn Tết vui vẻ anh nhá. Mấy hôm nữa nếu mà có thời gian em lại vào thăm cùng anh Thắng. Cảm ơn cháu luôn. Có gì đâu bà, cháu thì sang đây để hỏi thăm sức khỏe của anh thôi. Rồi chào anh Quyết nhá. Rồi. Anh chào các bác cái xem nào. Chào bác. Chào các bác. Chào các bác nhá. Chào bác cái cháu nữa. Rồi chào anh nhá. Em về đây. Chào em nè. Con chào bà nhé. Chào chào cháu nhỉ. Vâng vâng. Cháu cảm hôm ơn, nào cảm ơn cháu để mùng 2 về cô chơi một. Vâng. Nhưng mà mùng 2 cháu không về được thì mùng 4 mùng 5 cháu vào chơi. Vâng. 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 Vâng, cháu chào bà nhé. Vâng. Thấy cháu lạnh lắm. Cháu đi xe máy. Đi xe. Nếu mà vâng. Đi chơi mấy giờ. Vâng. Thắng là lên Mèo Vạc ạ. Mèo Vạc. Ủa, thuốc gì đây cô? Và... Thuốc thần kinh tọa. À, thần kinh tọa. Vâng. Rồi, nói chung là anh Quyết vẫn khỏe bác nhá. Giờ thì cháu đi về Hà Giang. Mai lại tiếp tục cuộc hành trình đến các ông bà cụ. Còn hai phần quà nữa các bác nhá. Hôm nay là tối quá cháu không đi kịp. Nếu mà hôm nào đi vào trong nhà bà Viện thì phải có anh Cường hoặc là anh Minh đi cùng thì mới vào được, bởi vì là còn phải vác quà nữa. Đó. Không đi một người thì lại không được. Thôi, giờ thì cháu xin được chào các bác, hẹn các bác vào những video tiếp theo trên kênh Tem Nguyễn Tất Thắng. Xin chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe để dõi theo kênh Tem Nguyễn Tất Thắng và ủng hộ cho kênh nhé các bác nhé. Giờ thì cháu đi về Hà Giang đây. Cháu xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.